Một vụ mất xe máy khá ly kỳ vừa xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ xe đưa chìa khóa tài sản trị giá đến 80 triệu đồng cho người lạ chạy đi như bị thôi miên, không nhớ rõ sự việc cũng như lý do đưa chìa. Vụ mất xe xảy ra vào sáng ngày 14 tháng 3 tại quán cà phê trên đường 34A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Nạn nhân là anh NDT, 26 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Anh T tới uống nước thì có người đàn ông ngoài 40 tuổi đi tới bắt chuyện. Sau khi nói chuyện qua lại, người đàn ông nói anh T đưa chìa khóa xe. Anh T đã đưa chìa khóa mà không hiểu tại sao lại làm như vậy. Đối tượng cầm chìa và sau đó lấy xe đi. Nạn nhân cho biết, chiếc xe máy mới mua năm ngoái với giá hơn 87 triệu đồng và còn rất mới. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, trước khi lên xe máy rời đi, người đàn ông còn đưa tay chào hay ra hiệu gì đó về phía anh T người đàn ông để lại một chiếc xe máy cũ vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp nhận điều tra theo quy định của pháp luật